Yo, hello, what's up, chào anh em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đúng không anh nhá. Chào anh em, bên mẹ tài chế mê từ đường phố đó các bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước là video cho anh em xem video, vậy đầu video anh em xem like và một subscriber cũng channel phát triển nha, các anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi sang cốt quà vui chơi sự kiện mới của nhà phát hành anh em. Và cùng nhau nó đến về với một vấn đề đó là điêu đồ nên đá anh em. Tiếp tục này, vấn đề liên quan đến nâng cấp lực chiến các bạn nhé. Thì vấn đề này cũng là trong nội dung để anh em yêu cầu gần đây nhất, thì tôi sẽ hôm nay sẽ lên một vấn đề liên quan đến đó là trang phục cho tướng anh em và điêu đồ cũng như bảo vật và kèm theo đó là đá. Ok, clip này chúng ta sẽ nói qua vấn đề này. Trước đó thì chúng ta sẽ ghé fanpage để cập nhật qua tình hình quảng cáo sự kiện nội dung mới nhất của game và tặng để chiến em xem gì hot không. Sáng nay thì có thông báo qua các bạn rồi, hiện tại thì Lamy đã phát quà phần cứng, bạn nào chưa nhận thì chế độ hòa nhận, đó là phần quà tốt hot nhất hiện tại. Vậy ngày cuối tính là sự kiện tứ hoàng bút ghi 9 giờ thì tầm này hết hạn rồi anh em, tầm này thì hết thời gian để nạp tứ hoàng bút ghi rồi, sự kiện tích lũy tứ hoàng bút ghi đã hết hạn rồi. Hiện tại thất vũ hải của thị trường thế nào rồi, thất vũ hải hết từ lâu rồi. Nói chung hiện tại thì chỉ có duy nhất thông tin tương mới là chỉ có một bức ảnh này thôi anh em, cũng không phải mới là thông tin tương mới, tính năng mới, chỉ biết là một tính năng nào đó, đây một thứ gì đó sắp xuất hiện thì khả năng là tương mới anh em, nếu mà khả năng thì chắc là gác. Đây đang đổ xô gáp rất nhiều, cái này chắc chiều nay chúng ta sẽ thông tin tương mới đó. Đầu cốt mới hiện tại nhất thì chúng ta chỉ có con đẹp tuần và VIP cốt tri ân, kèm theo đó là con đẹp phản cứng sáng nay đã phát anh em, đó là hết. Đã bạn đã chuyên nhập thì chuyên nhập. Sáng cập nhật thì cũng cập nhật qua cho anh em sương sương về vấn đề này anh em. Quên mất thoát ra ngoài làm gì còn có nhóm đã quên mất. Ok, các bộ rỉ pháo Gamma 1 của Gamma của 1 của vua hệ Buki tạo là chắn 5 lần cho một tướng hay là ALL 5 tấn tướng trong tem thằng lập trình là người duyệt hộ nhà anh game ghi chung chung quá, thành viên đội lên hiểu thế nào mới đúng. Đầu mỗi lượt thành viên của đội có 100% nhận một lá chắn 5 lượt, bản thân nhận thêm một tầng lá chắn 5 lượt. Ừ, cái này cũng hơi căng nhỉ, không rõ vậy nha, như đó vậy, đọc xong hiện thì đây là thành viên đồng đội, thành viên không đúng là hỏi câu này đúng, thành viên của đồng đội thì là thành viên của Bookie chứ, Bookie mạnh không nhờ Bookie. Các bạn anh em mà có từng test thì mới dễ cộng đồng chúng ta xích hơn sao anh này trả lời sao mình thắc mắc như vậy. Nếu Bookie tạo lá chắn cho toàn đội lá chắn 5 lượt, vậy khác nào đối phương phải chịu đến lượt thứ 6 nếu còn sống mới đánh được quân ta. Lá chắn nó bằng HP 100% đúng rồi, cái này thì đúng này. Mình mới chơi có 3 tuần, còn chưa đủ 1 tháng, thậm chí còn không dùng chopper lên. Cái nào không biết nên mới hỏi bạn. Ok, không biết thì hỏi thôi, chứ không dấu dốt cho mình. Rồi, là chắn phần trăm máu của Bookie đấy bạn, Bookie nên máu càng nhiều tem càng khỏe, đúng rồi. Ok, cái này bình tĩnh nhỉ, thì đúng là tôi lên E5 tôi test cho anh em coi. Ôi, những thông tin sự kiện hiện tại chỉ bấy nhiêu thôi. Hiện tại bên kênh còn đang có một cái sự kiện tặng code nữa, anh em nào chưa tham gia thì có thể qua bên kênh xem và tham gia nhé. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại game anh em. Ok, trở lại với video ngày hôm nay thì như đã nói ở đầu video, hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến một video liên quan đến trang bị. Thì anh em đã biết rồi, trang bị chúng ta chia ra được rất là cấp độ anh em. Ở cấp độ sơ sài nhất thì bên họ check hiển thị cái đồ với chuẩn nhất anh em. Đây, chúng ta đồ chúng ta chia ra phải nói đến 4 tầng, 16 tầng cấp độ anh em, 16 tầng cấp độ đồ. Trong đó đồ đỉnh nhất thì là đồ ngành, hiện tại là đồ ngành anh em, còn đâu về sau phun ngọc hay là ép đồ hay là cường hóa gì nữa thì chưa biết. Cái này về sau nhà phát hành mở thêm mới biết anh em. Tổng thể chúng ta có 77 phần món đồ anh em. Khởi đầu của chúng ta đó là mũ gì đây? Để gọi là mũ gì? Mũ đầu bếp 2 anh em, sau đó thì lên mũ giá ngoại 1 và sau đó thì lên giá ngoại 2 rồi mũ rơm không, mũ đi biển 1 anh em, sau đó thì mũ đi biển 2 rồi mũ du côn, mũ đạo phố, mũ chiến binh, mũ sĩ quan, mũ thu thủy mũ thuyền trưởng anh em, đây mũ phi công, cái này là mũ quý tộc, đây là mũ thương lái anh em. Trong đó đỉnh điểm nhất thì bắt đầu tính từ bộ xoay xanh và bộ hải âu là những bộ gọi đỉnh cao nhất của vũ trụ. Thì thường thì anh em vẫn thường đến giờ hiện tại như anh em này tôi vẫn còn nhiều tướng vẫn phải đang mang bộ hải âu kết hợp với cả bộ ấy anh em.
Chúng ta sẽ có những bộ combo như sau. Khi các bạn kết hợp một bộ đồ, ví dụ để từ anh em tôi chết từ những con tướng sơ cấp nhất anh em. Đây, khi các bạn sử dụng một bộ Hải Âu, từ từ chúng ta sẽ lấy một con tướng ra làm ví dụ luôn cho nó dễ anh em đỡ mất công tốn thời gian như này. Rồi ok các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu từ bộ xoay xám nhá. Cái bộ dưới này có phần trăm không? Có anh em. Vậy là chúng ta có bộ phần trăm từ bộ nào trở lên. Trừ áo đi biển ra anh em, bắt đầu từ áo du côn trở lên là các bạn đã mang đủ bộ, là các bạn đã có thêm phần trăm rồi anh em. Đó, các bạn sẽ có những phần trăm, các bạn nhìn này, càng đồ càng cao thì chỉ số tăng càng nhiều anh em, mang theo máu công và máu. Thì để mang vụ như bây giờ anh em tôi sẽ mang bộ xám nhất, là bộ một trong bộ cơ bản nhất anh em. Thì ví dụ như các bạn mang full một bộ xoay xám, đây 12 món anh em, thì các bạn tăng được 15% máu. Sau khi thêm một món thứ ba thì các bạn sẽ kích hoạt đó là 20% công, và món cuối cùng thì các bạn sẽ cộng thêm đó là 8% máu nữa, là khi mang nguyên bộ anh em. Còn các chỉ số riêng thì không nói, chỉ số riêng thì đồ càng cao chỉ số càng cao. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ mang đến đến bộ Hải Âu, đây là cách mang đồ sơ sài nhất từ từ trước đến giờ anh em. Đó, mang môn bộ Hải Âu thì các bạn sẽ cộng về 16% máu, 21% công và 8% máu anh em. Rồi ok, đây là cách mang đồ cơ bản nhất. Tiếp theo thì nó làm đến một cách mang đồ cao cấp hơn. Cái này thì đó là khi các bạn sở hữu được cho chúng ta được những cái bộ đồ gọi là bộ ngành đấy anh em. Đây như kiếm sĩ thì chúng ta sẽ có bộ kiếm sĩ này. Đó, kiếm sĩ sẽ có bộ kiếm sĩ. Các bạn chơi đấu sĩ thì có bộ đấu sĩ anh em, chỉ huy có đồ chỉ huy, sát thủ có đồ sát thủ anh em, nói chung ngành nào có đồ đấy. Bên bên này không có sát thủ anh em. Thì những bộ đồ này thường thì anh em sẽ được lấy là từ trong lễ hội trang bị. Ở đây các bạn sẽ phải bỏ ra là một bộ Hải Âu và các bạn sẽ được chọn một bộ bất kỳ. Đây. Đó, một trong bốn bộ này anh em thích chọn bộ nào thì chọn đó. Nhưng mà những bộ này thì thời đầu thì còn mang nguyên bộ anh em, chứ bây giờ đi theo set thì đa số thì cũng không còn đi theo set nhiều anh em. Các bạn sẽ chủ yếu đi theo tướng là chính anh em, ví dụ tướng các bạn chơi công chơi HP thường thì đồ bây giờ chỉ đi theo hai dòng đấy thôi, chứ tôi không thấy đồ mang theo kiểu tốc hay gì anh em. Đồ theo tốc thì chỉ có anh em đi kiểu bảo vật kèm theo với cả Haki thì các bạn đi theo tốc thôi. Ví dụ như Zoro nhà tôi hiện tại đang mang một bộ là bộ cao bồi anh em, là bộ kiếm sĩ luôn á, nhưng mà chỉ được 1.694.000 công, gọi đi ký nhá. Bây giờ tôi sẽ đổi cho Zoro nhà tôi về full bộ công này anh em này. Full bộ công là sao thì các bạn sẽ chỉ lấy những chỉ số có bộ công thôi anh em. Đây, đây chính là một bộ chỉ số có bộ công. Vì sao? Vì khi bạn mang ba món Hải Âu sẽ cộng thêm 21% công anh em, nó sẽ cao hơn cộng theo cái món này nữa anh em. Full công này. Lúc này chỉ số chúng ta sẽ lên được 1.769 công anh em. Đây là một cách để đồ rất là hiệu quả khi các bạn chơi tướng, các bạn nên deal. Cái này chỉ hướng dẫn anh em mới chơi thì mấy bạn chơi lâu chắc biết hết rồi, nhưng mà thật sự thì tôi thấy những chưa anh em ở trên kênh YouTube thì cũng chưa bạn nào làm về cách hướng dẫn deal đồ cho tướng đúng anh em. Ok thì clip này tôi sẽ nói qua. Tiếp theo ví dụ như các bạn đã chơi Zoro thì một tướng hệ công anh em, thì tiếp theo cái bộ đá anh em thì các bạn cũng phải đẩy đá công. Nhưng mà trong đó thì sẽ có một số tướng như đây anh em, chúng ta phải mang theo sát thương chuẩn cho Zoro chém cho nó mạnh hơn. Thì nếu full công thì nó sẽ không đảm bảo hoàn toàn, nhưng mà vẫn sẽ là đây công và sát thương chuẩn các bạn nha. Kèm theo đó thì bảo vật thì các bạn sẽ mang cho nó một món full công, nếu như không có thì các bạn như Zoro thì các bạn vẫn có thể mang cho nó rồi gì một quả cương linh cũng được anh em, 18% công cũng được, không nên nó nào. Đây không có thì các bạn có thể thay cho vào đó là một quả cương linh, nó sẽ giảm tỷ số xuống tí nhưng nó vẫn tăng thêm máu và lộ cũng tạm ổn. Nhưng mà nếu có điều kiện thì các bạn nên đẩy những kiếm những món này. Những món này thì các bạn kiếm ở sự kiện đó là thì kẹo Big Mom anh em. Ở đây các bạn có thể lấy thêm cái món này về, rất là ngon luôn. Ok, đây là tướng chơi ở dạng công. Ok các bạn, đây tướng chơi dạng công thì anh em sẽ mang đồ như thế này, bao gồm có 3 bộ Hải Âu và một quần cowboy. Còn nếu trong trường hợp các bạn không có món này thì các bạn có thể thay vào đó như nào? Như thay một quần được không ta? Không 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 bạn, một quần này không thua. Một quần này không có giá trị các bạn. Bạn chỉ có thay khi bộ công thì bạn chỉ có thay với đồ cao cấp này thôi anh em, duy nhất với món này anh em. Vì món này thì kích hoạt với vai trò kiếm sĩ sẽ tăng thêm 6% công nữa các bạn. Đó. Món này người nhất. Còn nếu nếu như các bạn mang lại vào đây một món Hải Âu thì món Hải Âu này nó chỉ tăng thêm bạn 3k7 công, 5 sát thương chí mạng. Và khi mang full set thì các bạn cũng thêm 8% máu, nhưng thay vào đó các bạn mong món này vào thì các bạn cũng chỉ được 3k7 là 4 công, nhưng cộng vào đó thêm là 13% công của nội tại và chỉ số mang theo. Đó, các bạn hiểu qua như vậy. Tiếp theo thì đó là đồ điêu HP anh em. Đồ điêu HP thì các bạn sẽ bao gồm có một cái áo của đồ cao cấp. Đây. Hai món này thì chỉ cộng máu thôi anh em, đấy các bạn thấy, hai món này chỉ cộng máu thôi. Mỗi món cộng 13% máu. Và ông đó có 7 7 máu của dòng và 6 máu của hệ. Đó.
Và khi các bạn thêm hai món này nữa thì các bạn sẽ cộng thêm 16% máu lên anh em. Rất là ngon. Đấy, 16% máu với kia 13 nữa các bạn cộng được 27% máu. Nhưng nếu như các bạn không có đồ cao cấp thì các bạn sẽ mang như thế nào thì ok. Ví dụ như là mi anh em, đây 16 triệu điểm HP anh em, đây đang 15 bộ. Nếu không có bộ cao cấp thì các bạn có thể thay vào đó là hai bộ sói xanh. Vì khi mang hai bộ sói xanh các bạn cũng thêm 15% máu anh em, khá là ngon. Ok xong để chỉ số đây ta. Fix rồi sao bị nối sao mà không đẩy chỉ số lên nhỉ? 16 triệu 8. Tôi chỉnh lại coi. 16 triệu 8 hay là ít quá ngon thua nhỉ? À ừ có 16 triệu 8 đấy. Bây giờ 16 triệu 1 mang vào lên được 16 triệu 8. Đó. Hiện tại đồ thì chúng ta chỉ có thể mang theo những hệ như vậy. Đầu tiên là mang full set anh em. Full set thì có bao gồm sói xám chỉ huy. Quên, sói xám và hải âu và bộ 5 set hệ. Còn không thì các bạn thì mang theo hai dòng đó là kiểu các bạn điêu HP và điêu công. À nhắc qua về HP thì các bạn sẽ đẩy thêm những chỉ số đây, full HP anh em. Bảo vật đi theo cũng là full HP và đá cũng là full HP. Đó thì ở video ngày hôm nay cũng chia sẻ qua. Còn các bạn có thắc mắc về vấn đề gì haki hay là vấn đề gì tôi sẽ có cập nhật các bạn ở video sau. Nói chung thì mỗi video sẽ chia sẻ thêm các bạn một chút kinh nghiệm. Nếu như anh em thích thì tôi sẽ làm một video tổng hợp hơn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì nhớ comment để lại ý kiến các bạn ở phần video ở phần comment nhé. Còn video này tạm thời kết thúc đây.